Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Như em có chia sẻ với anh chị là em có thể giúp anh chị mua nhà và bán nhà luôn. Thì hôm nay em có một căn nhà của khách của em muốn bán nên em muốn chia sẻ với anh chị. Thì căn nhà này chỉ có 1 năm tuổi thôi, còn rất là mới. Nhưng mà lý do khách em đổi nhà đó là tại vì khách em muốn nhà bự hơn, rộng hơn nên đã mua một căn nhà lớn, rộng hơn. Và muốn bán căn nhà này. Thì căn nhà này cũng không có nhỏ đâu, em thấy cũng rất là vừa, gần 1,900 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, của hãng Lon Lắc tại thành phố Katy. Và đặc biệt tiền thuế ở đây rẻ nè, tiền thuế chỉ có 2.9 và chưa xin giảm. Tiền highway là gần 600 đồng một năm. Khu này đi lại rất là thuận tiện, mình đi ra highway là chưa tới 3 phút nữa, rất là thuận tiện luôn. Mình đi ra Katy Asian Town nè, hay là Costco chỉ có 10 phút thôi. Mình đi khu Bel Air Việt Nam á thì cỡ tầm 35 phút. Khu này đi lại rất là thuận tiện. Và cũng có nhà mới nữa của hãng Lon Lắc đang xây dựng, nhưng mà khách của em bán lại em thấy giá cả rất là hợp lý, và chủ nhà cũng upgrade rất là nhiều nên em muốn chia sẻ với anh chị. Thì căn nhà này sẽ lên market vào ngày mai ngày mốt thôi. Em sẽ đăng lên, em sẽ là người đại diện giúp cho khách em bán. Thì em muốn chia sẻ với anh chị em Việt Nam mình trước. Nếu mà anh chị em nào quan tâm thì hãy gọi cho em nha. Thì bây giờ mình hãy cùng nhau đi khám phá căn nhà này. Anh chị đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em. Đây là căn nhà Vi muốn chia sẻ với anh chị ngày hôm nay, của khách Vi bán. Căn nhà này là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 1,900 square feet, và sẽ đăng lên bán với giá là 385 ngàn. Ở bên trong thì chủ nhà cũng upgrade giữ gìn rất là sạch sẽ. Đó. Ở phía trước cũng làm cái chỗ trồng cây nè, rất là đẹp. Và đặc biệt nha, căn nhà này phía bên tay trái á, bên tay trái của căn nhà là không có hàng xóm, và mình có được một cái khoảng đất trống như thế này nè. Đó, và ở phía sau cũng không có hàng xóm luôn. Nhà này ba mặt gạch, nhà trệt, có hệ thống tưới cỏ đầy đủ. Đó. Này, ở phía sau là không có hàng xóm. Có cái đường đi nè, mình có thể đi bộ tập thể dục cũng được. Và ở đây là anh chị có thể thấy là đi ra đường chính. Ngoài kia chưa tới 5 phút nữa, chợ búa ở phía ngoài rất là nhiều. Đi Katy Asian Town chỉ có 10 phút thôi. Rất là thuận tiện. Ở phía trước là cũng trồng cây, rải đá, làm rất là nhiều thứ. Dự tính là ở luôn, nhưng mà vì lý do thích nhà bự nên đổi nhà. Thì nếu anh chị em nào quan tâm thì gọi cho Vi nha. Chủ nhà đầu tư rất là nhiều luôn. Dự tính là sẽ ở đây lâu dài nè. Anh chị thấy là ở bên hông á, cũng đổ cái đường xi măng để đi bộ cho sạch sẽ. Đó. Mà đổ xi măng thì Vi thấy cũng rất là dày nha, đẹp. Rồi ở đây là ở đằng sau đây. Đằng sau thì mình cũng có được một cái không gian trồng cây nè. Chủ nhà cũng đầu tư rất là nhiều luôn. Dự tính là sẽ ở đây lâu dài, nhưng mà tại vì muốn đổi nhà lớn hơn nên cũng đã mua nhà lớn hơn. Rồi bán căn này. Đó, ở phía sau là đổ một miếng xi măng rất là lớn, rất là sạch. Nhà ba mặt gạch. Rồi đây là ở phía sau nè, cũng làm cái dàn trồng bầu bí mướp. Đó, làm sẵn luôn. Thì anh chị chỉ mua về rồi mình trồng cây xuống, tha hồ mình trồng rau. Cái những cái hộp sẵn như thế này nè. Đó, làm vườn, có mướp. Rồi có rau thơm, mía nữa. Rồi mình mua về mình tha hồ mình trồng luôn. Xả. Rồi cây này cây gì đây ta? Cây này cây cây đào. Đó. Đây là cái vườn phía sau. Làm rất là đẹp. Miếng xi măng rất là lớn, có patio luôn. Rồi đây là bên hông để mà mình đi ra cái hàng rào. Đó.
một căn nhà mới á, anh chị mua về mà đổ những cái miếng xi măng như thế này nè, làm vườn rất là nhiều công mà tốn nhiều tiền nữa, thì cái căn nhà này là cũng có sẵn luôn. Ở phía sau á, là không có hàng xóm, phía bên phải cũng không có hàng xóm luôn. Rồi tí nữa Vi sẽ chia sẻ cho anh chị xem ở phía bên phải là mình có cái gì. Đây là ở đằng sau nè, rất là rộng rãi, sạch sẽ, và mình có thể tha hồ trồng cây ăn trái, trồng rau. Rồi mình vào bên trong nhà mình xem đi. Đây là cái phòng khách, chủ nhà đã dọn ra hết rồi, dự tính ở nên thay đèn rồi rất là đồ sộ nha, đẹp nữa. Đó, thì ngay đây là không gian phòng khách nè, rồi cái bàn ăn bên kia, cái bếp, cái cửa trước và các luôn cái chandelier. Đó. Cái countertop là bằng granite. Tủ cũng 42 inch cả backslash luôn. Đó, chỗ rửa chén ở đây, chỗ nấu, rồi cái pantry. Nhà này thì chỉ có 1 năm tuổi thôi. Đó, mình đứng đây rửa chén nè, mình thấy được cái phòng ăn rồi phòng khách của mình rất là thoáng. Rồi mình đi vào xem phòng master đi. Nhà này là 4 phòng ngủ 3 phòng tắm. Đây là phòng master đây. Đó. Chủ nhà cũng đầu tư, anh chị thấy cái đèn ở trên không? Cũng thay rất là đẹp. Rồi bên này là cái nhà tắm của mình, có tắm nằm tắm đứng đầy đủ, hai cái sink. Rồi bên này là cái master closet nè, rất là rộng luôn. Đó. Rồi cái toilet bên này. Phòng master rộng rãi. Đây, mình mở cửa sổ ra mình thấy được cái sân sau của mình nè. Đó. Rất là gọn, rất là đẹp. Hôm nay thì có người đến chụp hình để đăng căn nhà này lên bán. Nhưng mà vì video chia sẻ trước với anh chị, nếu mà anh chị em nào quan tâm á thì gọi cho em ngay. Tại vì căn nhà này sẽ lên thị trường sớm thôi. Đó. Hôm nay người ta đến chụp hình rồi Vi sẽ đăng lên. Ở phía trước là có 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Rồi bên này á là mình có được 2 phòng ngủ khác và một cái nhà tắm bên đây. Đó. Nhà này là của hãng Long Lắc nha, tại thành phố Katy. Đây là 1 phòng ngủ khác nè. Rồi bên đây 1 phòng nữa. Đó. Rồi không gian bếp của mình đây. Rồi qua đây là mình có chỗ đậu xe và cái chỗ giặt sấy. Thì nhà này á, chủ nhà có gắn luôn cái hệ thống điện ở ngoài, thì tí nữa Vi sẽ chia sẻ cho. Tại vì cái này nè là Hạ mới gắn vào, thì khi mà cúp điện á, mình sẽ gắn cái máy phát điện vào là sẽ phát điện cho nguyên nhà mình luôn. Mình dùng cái portable. Rồi có để lại cái Tesla charger. Anh chị em nào mà có xe Tesla đó thì ở đây có sẵn luôn cái đồ charge ở đây luôn. Cái này mua cũng trị giá $500. Đó, kêu người tới gắn công này nè cũng nhiều tiền lắm. Cái máy nước nóng thì cũng loại nhỏ như thế này. 2 chỗ đậu xe, có hệ thống tưới cỏ, garage opener đầy đủ. Máy giặt máy sấy này thì có thể thương lượng nha, chứ chủ nhà là không có hứa để lại. Rồi bên này là cái phòng ngủ ở phía trước.
Phòng này là cũng có hai cái cửa sổ nè. Đó, đèn thì chủ nhà cũng thay luôn. Rồi bên này á là closet và phòng tắm ở đây. Cái phòng ngủ này là có luôn cái nhà tắm ở bên trong. Đó, tắm đứng luôn. Nhà này là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm.